Chương 1385 Tinh thần vận hành Nguồn Mê truyện audio com Chuyến đi này không tệ Từ phàm nhìn xem sinh cơ tinh thần Sau đó đem cả viên sinh cơ tinh thần thu nhập đến không gian Ngay tại sinh cơ tinh thần biến mất một khắc này Hỗn động đại thánh cấp bậc cự thú thể nội thế giới đột nhiên bắt đầu chấn động Từng đạo lực lượng cùng bạo quét ngang toàn bộ thế giới Chỉ ở một nháy mắt biến khóa chặt lại từ phàm một đôi đỏ thẩm cự nhãn xuất hiện tại thể nội thế giới bên trong, gắt gao nhìn chầm chầm từ phàm. Áp lực này, nếu là không có hồng mông chí bảo hộ thân, thật đúng là chịu không được. Từ phàm nói khởi động truyền tống trận, ly khai viên thịt thế giới, về tới hai thần ma bên người. Một đạo to lớn tản ra quỷ dị khí tức truyền tống trận xuất hiện. Đi thôi, ta mang các ngươi ly khai. Từ phàm nói đạp nhập đạo trong truyền tống trận. Từ huynh đệ, đây là ngươi thứ hai lần cứu ta. Đại thống lĩnh vừa định kể một ít cảm động lòng người, liền bị tự phạm đưa tay cho ấn xuống. Đừng lãng phí thời gian nắm chặt tiến đến, truy vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1386 Tự học thành tài Nguồn Mê truyện audio com Cái này vô cùng vô tận sinh cơ. Nếu như có thể cự ly xa chuyển vận, ta dám đi tinh thần trên mặt đất rèn luyện thánh thể. Một vị luyện thể một mạch đệ tử hưng phấn nói. Đem cách cục mở ra, trực tiếp đi tinh thần mặt đất năng lượng tập trung chỗ, tài sinh cùng tử ở giữa rèn luyện. Một vị khác đệ tử nói. Ngay tại cái này thời điểm, tại tông môn diễn đàn luyện thể một mạch kênh trên mở một cái phát trực tiếp. Ta triệu thiết mượn nhờ tông môn mới vừa ra sinh cơ tinh thần đi khiêu chiến tại thánh dương tinh thần mặt đất trèn luyện thánh thể, ưa thích các sư huynh cho ta điểm cái 666. Sau đó triệu thiết trực tiếp phá vỡ không gian ly khai tam thiên giới tiến vào thánh dương tinh thần phạm vi bên trong. Phát trực tiếp hình ảnh bên trong lập tức xuất hiện thánh dương tinh thần hình dáng. Loại kia cảm giác nóng bỏng, cách phát trực tiếp hình ảnh cũng có thể cảm giác được. Triệu thiết, cũng không cần xúc động, hiện tại tông môn luân hồi trì nhưng không có ưu đãi phần món ăn, người em mờ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1387 Không gian khôi lỗi Nguồn Mê truyện audio com Nhìn xem thiêu đốt thánh dương hỏa diễm tinh thần, triệu thiết mở ra thánh thể trạng thái mạnh nhất, trực tiếp hướng về thánh dương tinh thần rơi xuống mà đi. Quan sát phát trực tiếp đông đạo ẩn linh môn đệ tử tất cả đều hưng phấn lên. Nhất là kẹt tại thánh nhân đỉnh phong cảnh giới luyện thể một mạch đệ tử, tập trung tinh thần sợ bỏ lỡ một cái nào đó chi tiết. Đáp xuống thánh dương tinh thần mặt ngoài trên triệu thiết, vừa mới bắt đầu cảm giác được có chút ấm áp, sau đó những này ấm áp trở nên càng phát nóng bỏng. Loại cảm giác này trực tiếp xuyên thấu qua thánh thể truyền tới tâm hồn của hắn bên trong. Cái này thời điểm, triệu thiết cảm giác tự mình giống như một cái bị vây ở vỏ trứng bên trong tiểu kê. Chỉ cần hơi dùng thêm chút sức liền có thể mổ phá vỏ trứng bay ra. Các sư huynh đệ, ta cảm giác đến rồi. Triệu thiết hương phấn nói, sau đó một cổ không hiểu khí tức từ trên thân triệu thiết dân lên, giống như một cái bạn nằm vạn năm thời gian lập tức liền muốn phi thi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1388 Quy tắc Nguồn Mê truyện audio com Biên giới trong chiến trường, từ phàm từ từ mở mắt. Từ đại sư, là bản thân ngươi sao? Thánh quan nữ tử hỏi. Những năm này bởi vì từ phàm huyền hoàng luyện khí luyện khí sư càng ngày càng nổi danh, dẫn đến nhân tộc cũng tại hỗn độn chi địa có chút danh hào có liên quan tới từ phạm cơ bản tin tức xuất hiện tại tất cả đại thế lực trong tay. Tại biên giới trong chiến trường từ đại sư chỉ là một vị phân thân tin tức liền lưu truyền ra tới. Trở về, bên này chuyện gì xảy ra? Từ phạm hỏi. Mảnh này biên giới chiến trường khu thu hoạch được ưu thế lớn, tiền tuyến chuẩn bị di chuyển về phía trước, chúng ta chuẩn bị chiến đấu thành cũng hẳn là chuyển địa phương. Còn có một số sự tình khác, ta trên đường nói cho ngươi. Một tòa to lớn chuẩn bị chiến đấu thành chậm rãi dâng lên, hướng về tiền tuyến phương hướng chậm chạp phi hành còn có chuyện gì? Từ phàm hỏi. Tại mang thú thần ma đế quốc bên trong, có một vị thần ma luyện khí sư ngộ ra được tạm thời hồng mông chí bảo phương tê vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1389 Ưu tú bên A Nguồn Mê truyện audio com Đã còn dính đến cái khác hỗn độn chi địa cường giả, xem ra toàn bộ hỗn độn so ta trong tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Từ phàm nhìn phía xa dần dần biến mất thánh quang nói. Tại biên giới thế giới thời gian dài, tầm mắt có thể trống trải rất nhiều, nhưng thực lực không đạt được thì có ích lợi gì, quản tốt tự mình là được. Đây là cha ta thường xuyên nói với ta lời nói. Thánh quan nữ tử nói. Cha ngươi nói đúng, một đạo thanh âm xa lạ vang lên, cái gặp một vị người mặc bạch bào chiều cao thẳng tắp thánh quan tộc cường giả đứng tại phía sau hai người. Bái kiến tiền bối. Từ phàm hành lễ nói. Thúc, ngươi tại mảnh này khu vực trấn thủ như thế thời gian dài cũng không đánh với ta âm thanh chào hỏi, quá làm cho ta thương tâm. Thánh quan nữ tử nhìn xem vị kia thánh quan tộc cường giả nói Ta thoáng qua một cái đến liền gặp đối diện kiếm đạo cường giả Thật vất vả nhường hắn yên tĩnh điểm mới đến tìm ngươi Thánh quan tộc cường giả lạnh nhạt nói Từ đại sư, ta lần vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung Chương 1390 Thú triều Nguồn Mê truyện audio.com Từ phàm đêm gần vạn năm qua muốn luyện chế huyền hoàng chí bảo quá trình tất cả đều vút thuận một lần về sau Ý thức mới trở về đến bản thể giá sách trong tiểu viện, nằm tại trên ghế nằm từ phàm nhìn xem bầu trời, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại kia một đạo kiếm ý, ở trong mắt từ phàm kia một đạo kiếm ý cực kỳ thuần túy, đại biểu cũng là huy hoàng chính thống kiếm đạo. Theo cái này một đạo trong kiếm ý, từ phàm phản phất thấy được mặt khác một cái con đường tu luyện gặp được có thuần túy nhất kiếm ý, tại từ phàm thủ trưởng trong lòng ngưng tụ. Theo tâm ý, kiếm ý này chuyển hóa được không cùng linh kiếm cuối cùng tại trên bầu trời chuyển hóa làm một cái thủy tinh chi kiếm rơi xuống từ phàm bên cạnh, hóa thành một cái từ thuần túy nhất kiếm ý ngưng tụ linh kiếm. Giới vô hạn, nói không thôi. Từ phàm cuối cùng lẩm bẩm lẩm bẩm nói, trong lòng sinh ra một loại đã hướng tới lại cảm thấy rất mệt mỏi mâu thuẫn cảm giác. Ngay tại từ phàm quyết định tự mình đi cá ướp muối thờ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1391 Đại chiến Nguồn audio.com sau đó thiên thủ hư tượng trong lòng bàn tay ngũ thải thủy tinh bắt đầu phát sinh biến hóa một cái mọc ra số quan giáp khổng lồ đạn đạo tại thiên thủ hư tượng dơ cao trong lòng bàn tay thành hình sau đó sẽ rách bầu trời bay về phía thú triều lúc này ngay tại công kích hai tông đệ tử tất cả đều cảm nhận được viên kia đạn đạo trên truyền lại tới kinh khủng khí tức từ đại phong chủ người xác định không cần cản một cái dư ba hùng lực thanh âm đã truyền đến không cần cái này trải qua ta thủ đoạn đặc thù chỗ ngưng tụ ba động sẽ không khuếch tán tại chúng ta bên này đạo đạn tốc độ rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền vọt vào thú triều. Sau đó hai tông đệ tử liền thấy được một đóa to lớn ngũ thải tách ra vân dân lên, sau đó đột nhiên nổ tung, khuếch tán đến toàn bộ thú triều bên trong. Sau đó ngũ sắc phong bào tại thú triều trọng yếu nhất chỗ nổi lên, giống như liên tiếp toàn bộ thiên địa. Chỉ là một kích này, không biết rõ tiêu diệt bao nhiêu vạn con hỗn độn cự tê H vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1392 Thánh quan cự trùng Nguồn Mê truyện audio.com hai chúng ta tông tuyển chọn đệ tử phương thức không đồng dạng, các ngươi nguyên thủy tông là tìm tới hạng cao nhất. Mà ta ẩn linh môn là tìm tùy duyên nhân phẩm tốt. Về phần bọn hắn hạng mức cao nhất là bởi vì về sau đủ loại cơ duyên đưa đến. Tại từ phạm nói chuyện thời điểm, màn sáng bên trong hùng lực dùng ra đại chiêu. Hùng lực vọt tới thú triều chỗ sâu nhất, trực tiếp đem phương viên một quan giáp phạm vi bên trong hỗn động chi địa cùng thú triều biến thành thế giới trong tay, sau đó trực tiếp bóp nát. Mà cái khác ẩn linh môn đệ tử gặp đây, cũng đều nhau nhau dùng đại chiêu. Một thoáng thời gian, toàn bộ thú triều trong nháy mắt bị dọn dẹp một nửa, nhưng không có quá nhiều thời gian dài, lại bị đến tiếp sau thú triều chỗ lấp đầy. Quả nhiên là luyện thể hạt giống tốt nha, cái này về sau nếu là trở thành hỗn độn thánh nhân, đoán chừng có thể ngăn cản hỗn độn đại thánh nhân cấp bậc tự thú. Nguyên chủ hâm mộ nói, hắn trong tông môn mặc dù có luyện thể đệ tử, nhưng khô vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1393 Một phần ngàn vạn tỷ lệ đại biểu cho ngàn vạn lần hồi báo. Nguồn mê truyện audio com luân hồi trì bên ngoài hung lực cầm một cái hồng mông tử khí thủy tinh mảnh vụn thỉnh thoảng hướng trong hồ vung một điểm đám kia nồng nọc nhỏ như con cá dành ăn nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ cướp đoạt hồng mông tử khí thủy tinh mảnh vụn hùng lực ngẩng đầu nhìn xem một con kia không dám tiến lên dành ăn suy yếu nồng nọc, nọc bất đắc dĩ cười một tiếng ta không biết rõ ngươi là thật ngốc vẫn là chỉ muốn dùng ra ngươi kia một thân trùng đạo bản nguyên thần thông lợi hại là lợi hại, nhưng toàn bộ thú triều bị ngươi kia thánh quan cự trùng ăn đến không còn một mảnh. Mà ngươi cũng thiêu đốt nửa cái tiên hồn, tội gì hùng lực hướng về phía kia suy yếu nồng nọc phương hướng đầu một nắm hồng mông tử khí thủy tinh mảnh vùng. Giống loại kia tình huống, đại trưởng lão cũng không đến, bản thân liền là lịch luyện chúng ta. Ngươi một màn này đâu, hiệu quả không có đạt tới, chỗ tốt cũng không có mò lấy. Một cái sáng lên tiểu trùng xuất hiện ở hùng lực thủ trưởng trong vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1394 Thiên địa linh thai, nguồn, mê truyện audio.com. Đây là ta kia luyện khí phân thân tăng giờ làm việc vì ngươi luyện chế. Trước thích hợp dùng, về sau chờ ngươi thu tập được tốt hơn vật liệu về sau, ta cho ngươi luyện chế một cái hồng mông chí bảo. Từ phạm hứa hẹn nói. Đại trưởng lão chi ân, đệ tử không thể báo đáp. Tam trùng lần nữa hành lễ, cảm động nói. Đệ tử dưới cơ duyên xảo hợp, toàn do đại trưởng lão khả năng tấn cấp làm hỗn động thánh nhân. Về sau đệ tử đại đạo con đường thỉnh đại trưởng lão chỉ điểm. Ngươi lấy thánh quan dung hợp trùng đạo tấn cấp làm hỗn độn thánh nhân, uy năng mặc dù không yếu, nhưng tính hạn chế lớn. Ngươi về sau một đoạn thời gian đừng nghĩ lấy tham ngộ bất luận cái gì đại đạo, ngay tại kia hỗn độn tinh thần trên ở lại, cái gì thời điểm để ngươi bản mệnh trùng dung hợp hỗn độn về sau lại nói. Một bản ngọc thư xuất hiện tại tam trùng trước ngươi. Trên hỗn độn tinh thần, vô sự thời điểm liền chu nhiên ngọc thư bên trong hỗn độn đại đạo chân giải. Trùng đạo có thể kim dung hỗn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1395. Huynh đệ. Nguồn: Mê truyện audio.com. Một nguyên tiên giới đại thành đệ nhất, cũng là cự ly ẩn linh môn gần nhất một tòa thành lớn. Bên trong thành cấp cao nhất an dưỡng nghỉ ngơi nơi chốn, ngọc hoa suối nước nóng tiểu thế giới bên trong. Thiên Linh nhìn xem chỉ có Kim Tiên tu vi lão đại và lão tam cũng là đã từng Thiên Linh Tông thái thượng đại trưởng lão cùng thái thượng tam trưởng lão. Lão đại lão tam, làm sao hôm nay lúc rảnh rỗi tới tìm ta chơi? Thiên Linh cười hắc hắc nói quả nhiên là lưng tựa đại thụ tốt không mát nhóm chúng ta mới tấn cấp kim tiên ngươi cũng đã là thánh nhân cảnh giới lão tam ngữ khí rất là chua sót đúng thế cảm giác như mộng huyễn mơ mơ hồ hồ đã đến thánh nhân cảnh giới ba người nằm tại một chỗ trong suối nước nóng hưởng thụ lấy cái này trong ôn tuyền hỗn độn chi khí an dưỡng nói đến trước đây nói qua muốn cho thiên linh tông cũng đến ẩn linh môn bên trong đáng tiếc trước đây nói chỉ là nói không có gom góp thành việc này bằng không hiện tại huynh để chúng ta ba người vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung Chương 1396 Làm tổn thương ta thiếu chủ người chết Nguồn Mê truyện audio com Thiên vạn binh ly khai từ phàm tiểu viện về sau, lại nhận được bồ đào tin tức. Phàm là khôi lỗi đồng dạng đệ tử đều có thể không ràng buộc theo trong bảo khố đạt được một bút cho vay. Đây là muốn để cho ta tiến vào trả nợ thời gian sau. Quả nhiên là hoài niệm. Thiên vạn binh nhớ tới trước đây, mang theo một đám khôi lỗi tại hỗn độn chi địa bốn phía đi sang hỗn độn cự thú trả nợ thời gian, ngay tại hắn nghĩ đến về sau làm như thế nào kiếm lấy hồng mông tự khí thủy tinh trả nợ thời điểm, đối diện đụng phải hàng phi vũ. Còn không có chúc mừng thiên sư huynh khôi lỗi tấn cấp làm thánh nhân cảnh cường giả. Hàng phi vũ chúc mừng nói. Ha ha, cái này còn toàn do hàng sư đệ ủng hộ, bằng không ta quyển kia mệnh khôi lỗi cũng sẽ không như thế nhanh tấn cấp làm thánh nhân cảnh giới. Thiên vạn binh thân thiết nói. Tại trong tông môn, có thể để cho hắn cảm kích không có mấy người. Trước mắt tông môn nhà giàu nhất chính là một cái trong số đó, có thể nói ngoại trừ đại trưởng lão đối với vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1397 Lần nữa trùng tu Nguồn Mê truyện audio com Một đoàn theo hỗn động chi thú trên thân lấy ra tinh hoa áp súc xuất hiện tại tiểu dương trong tay. Thiếu chủ, ta báo thù cho ngươi, đây là hắn tinh hoa. Tiểu dương đem đoàn kia tinh hoa đưa cho từ Nguyệt Tiên. Trong lúc khiếp sợ từ Nguyệt Tiên, máy móc tính nhận lấy cái này đoàn tinh hoa. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, vị này tuyệt sắc thiếu nữ chiến lực vậy mà như thế mạnh. Tiểu Dương, ngươi bây giờ là hỗn động thánh nhân đỉnh phong chiến lực sao? Từ Nguyệt Tiên hỏi. Đúng a, à, bắt nguồn từ phương này có một khỏa thánh dương tinh thần, ta có thể triệu tập hắn năng lượng lớn mạnh ta tự thân, phát huy ra hỗn động thánh nhân đỉnh phong chiến lực. Tiểu Dương hộ vệ sau lưng Từ Nguyệt Tiên, một tia thánh dương chi lực trải rộng xung quanh mấy trăm quan giáp khu vực. Lợi hại. Từ Nguyệt Tiên sợ hãi tháng phục nói, đồng thời trong lòng có một tia tăng lên cảnh giới cấp bách cảm giác hiện tại tông môn đệ tử ưu tú đều đã bắt đầu lần lượt tấn cấp đến đại thánh nhân cảnh, TH vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1398 Tin tức Nguồn Mê truyện audio com Từ phàm tường tận xem xét bích ngọc hồ lô, không khỏi hơi xúc động. Ngay từ đầu hắn chỉ là coi là cái này hồ lô nhỏ là tiên thiên chí bảo, sau đó tiếp xúc đến cấp độ này về sau, lại cảm thấy là huyền hoàng chí bảo. Về sau trở thành huyền hoàng luyện khí sư về sau, cảm giác cái này bích ngọc hồ lô chỉ là đồng dạng hồng mông chí bảo cho tới bây giờ lấy hắn nhãn quan cái đồ chơi này đã tại đỉnh tim hồng mông chí bảo liệt kê bích ngọc hồ lô trên phù văn cấm chế có một ít lấy hắn hiện tại trình độ đến xem đều là rất khó phá giải tồn tại hiện nay bằng vào ta nhãn quan đến xem ngươi cái này bích ngọc hồ lô là một cái đỉnh tim hồng mông chí bảo có thể là cao hơn tồn tại hảo hảo bảo tồn về sau có thể cho ngươi mang đến vô tận cơ duyên từ phàm nói đem bích ngọc hồ lô còn đưa hàng phi vũ mặc dù bích ngọc hồ lô trên một chút cấm chế có thể cởi ra, nhưng toàn bộ quá trình 10 điểm trường đà, lười nhát động thủ, có thể hay không cởi ra liền xem hàng phi vũ cơ duyên. Đa tạ ad vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.